Dù đã xuất sắc đạt 29,25 điểm khối C19 và 28,75 điểm khối C0 nhưng em Nguyễn Thị Thúy ở thôn Thạch Lỗi, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa nguy cơ không được tới giảng đường vì gia đình không có tiền cho con theo học. Vừa biết điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Thúy đã xin phép mẹ ra ngoài khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Hà Nam làm công nhân kiếm tiền phụ giúp gia đình. Hôm chúng tôi đến cũng vừa lúc em về nhà thăm mẹ. Thúy là cựu học sinh lớp 12C trường trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua, em đã xuất sắc đạt 28,75 điểm khối C00 ngữ văn 9,25, địa lý 9,5 và lịch sử 10 và 29,25 điểm khối C19 sử 10, công dân 10, văn 9,25. Dù đạt điểm khá cao nhưng Thúy đang phải đứng trước nguy cơ không được tới giảng đường đại học vì gia đình không có tiền. Thúy không có bố, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Hai mẹ con ở trong ngôi nhà chỉ rộng chừng 15m2 lợp mái tôn, nằm dưới chân đồi vừa được chính quyền địa phương và bà con hàng xóm quyên góp ủng hộ xây dựng. Bên trong căn nhà trống hơ trống hoắc, không có cái gì đắt giá. Trong kỳ thi vừa qua thì em được điểm khối C00 là 28,75 điểm ạ. Thì lúc biết kết quả thì em rất là vui, nhưng mà em cũng có nỗi buồn riêng của em. Căn bản thì là em vui ít và lo nhiều ạ. Tại vì do điều kiện hoàn cảnh gia đình, em sợ gia đình và em không có tiền trang trải để vào học đại học. Kể từ khi biết tin con gái đạt điểm cao, bà Nguyễn Thị Long mẹ Thúy phần mừng, phần tủi. Bà tủi vì nhà quá nghèo, con đi học bà lấy đâu ra tiền để lo cho con. Bà nghĩ, 12 năm con theo học, giờ đến ngày hái quả con lại phải bỏ giữa chừng, nhìn lại càng thương con hơn. Cứ nghĩ đến con, bà Long lại rơi nước mắt. Bà kể, Thúy là đứa học rất giỏi, lại có hiếu. Ngày học cấp 3 ở dưới thành phố, mỗi lần về quê là cháu lại đi ra ruộng làm giúp mẹ. Thậm chí ai thuê làm công nó vẫn tranh thủ thời gian để đi làm kiếm thêm tiền. Thúy bảo, nhà có hai mẹ con nên không muốn nhìn thấy mẹ phải khổ. Cháu nói phải học thật giỏi, sau này kiếm nghề còn có tiền nuôi mẹ, bà Long cho biết. Cũng theo bà Long, năm học lớp 9 Thúy đã xin nghỉ học để ở nhà đi làm thuê phụ giúp mẹ. Thương con, biết nó rất thích học, chỉ vì hoàn cảnh gia đình nên nó mới nói vậy. Tôi đã phải động viên cháu mãi nó mới chịu thi để học cấp 3. Từ lúc biết điểm, Thúy xin mẹ ra ngoài Hà Nam làm công nhân. Chắc nó nghĩ mẹ không có tiền cho học nên đã xin đi làm kiếm tiền để chi phí học hành sắp tới. Tôi nghe nói học đại học ngoài Hà Nội tốn kém lắm, sợ con đi làm cũng chẳng đủ được tiền đâu, bà Long tâm sự. Thúy cho biết, em đã cố gắng học tập, cố gắng đi làm kiếm tiền để được tiếp tục học. Một phần là em rất muốn đi học, một phần để mẹ em vui. Trước mắt em đi làm công nhân. Sau này nếu được đi học em cũng sẽ tranh thủ vừa học vừa đi làm thêm may ra mới thể theo đuổi được ước mơ. Thời điểm hiện tại, với hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, em không biết có thể theo học được nữa hay không, Thúy tâm sự. Thương và lo cho mẹ vất vả, nên em đã quyết định đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Sư phạm 1 Hà Nội để giảm tiền học phí. Cháu điểm rất cao, cô chả biết lấy tiền đâu mà cháu đi học vì... Cháu nhà tôi có hoàn cảnh nên vừa qua chỗ điểm bé Thúy đi làm ở Hà Nam, đi chỗ điểm đi làm Hà Nam kiếm tiền. Nhà trường cũng đã biết rất là rõ ngay từ khi lớp 10, em Thúy là một em có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Nhưng mà em đã là một cái tấm gương hiếu học và luôn vượt khó vươn lên trong học tập, trong rèn luyện. Và cái minh chứng cụ thể nhất là vào trong cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2022, em Thúy là một em học sinh nhà trường đạt được một cái số điểm rất là cao, 29,25 điểm. Vì hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và đây là một cái trở ngại rất là lớn để em tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Mình qua đây, nhà trường cũng rất là mong muốn các nhà hảo tâm, các cá nhân hãy cùng chung tay, chung sức, ủng hộ, giúp đỡ em để em cánh cửa cổng vào trường đại học được thanh thang, rộng mở.